Ngày 8 tháng 7 giờ Ý, Nguyễn Thị Thật đã bị tai nạn phải khâu nhiều mũi và bỏ cuộc ở chặng thi đấu thứ 8 Giro d'Italia Donne 2023. Nguyễn Thị Thật đã được tham dự cuộc đua xe đạp nữ hàng đầu thế giới Giro d'Italia Donne 2023 trong màu áo đội Israel Premier Tech Roland của Thụy Sĩ. Dù mới lần đầu dự giải nhưng Thật đã thi đấu đầy cố gắng. Ở chặng thi đấu thứ 7 từ Albenga đến Alassio Ý dài 109,1 km, cô đã về đích ở vị trí thứ 90 với thành tích 3 giờ 35 phút 31 giây và xếp hạng 142 trên bảng tổng sắp của giải. Nhưng tay đua Việt Nam đã gặp tai nạn khi đang thi đấu ở chặng thi đấu thứ 8 từ Nuoro đến Sassari dài 125,7 km. Trao đổi với Tuổi Trẻ Online sáng ngày 9 tháng 7, ông Trần Hải Triều, Tổng Thư ký Liên đoàn Xe đạp và Mô tô Thể thao An Giang, cho biết Nguyễn Thị Thật đã không thể hoàn thành chặng thi đấu thứ 8 của Giro d'Italia Donne 2023. Không phải vì Thật không đủ sức thi đấu mà do cô đã bị tai nạn. Theo thông tin báo về thì cô đã bị ngã và phải khâu vết thương nhiều mũi. Đây là điều rất đáng tiếc bởi Thật đang thi đấu đầy nỗ lực tại giải đấu chất lượng bậc nhất làng xe đạp nữ thế giới. Với tai nạn này, nhiều khả năng Thật sẽ không thể tham dự chặng thi đấu thứ 9, chặng cuối cùng của Giro d'Italia Donne 2023. Tuy nhiên, với những gì đã thể hiện tại giải, giới chuyên môn nhận định Thật đã thi đấu rất cố gắng và thành tích vượt ngoài mong đợi bởi ở giải đấu này, nhiều tay đua mạnh trên thế giới đã phải bỏ cuộc.